Dạng bài đổi đơn vị nhiệt độ Có 3 thang đo nhiệt độ Đó là độ C, độ F và độ K Và sau đây sẽ là cách đổi nhiệt độ Từ độ F sang độ C Muốn đổi được nhiệt độ từ độ F sang độ C Chúng ta áp dụng công thức tính như sau Độ C sẽ bằng độ F trừ cho 32 Tất cả nhân với 5 phần 9 Từ công thức này ta có thể rút ra công thức đơn giản dễ nhớ hơn T độ C sẽ bằng T độ F trừ 32 tất cả chia cho 1,8. Chúng ta sẽ sử dụng công thức này để làm bài tập đổi đơn vị từ độ F sang độ C các em nhé. Cô lấy ví dụ như chúng ta muốn đổi 50 độ F sang độ C thì đầu tiên các em phải ghi lại công thức độ C bằng độ F trừ 32 tất cả chia cho 1,8. Sau đó chúng ta sẽ thay 50 độ F vào công thức ta sẽ được 50 độ F trừ 32 chia cho 1,8 Chúng ta sẽ tính ở trong ngoặc 50 trừ 32 sẽ bằng 18 Và chia cho 1,8 và bằng 10 độ C Suy ra 50 độ F sẽ bằng 10 độ C Ví dụ 2 Đổi 104 độ F bằng bao nhiêu độ C Và đề bài yêu cầu chúng ta là đổi sang độ C Thì các em cũng ghi lại công thức như trên T độ C sẽ bằng độ F trừ 32 tất cả chia 1,8 Sau đó chúng ta lại thay độ F bằng 104 độ F vào biểu thức Ta sẽ được 104 trừ 32 tất cả chia cho 1,8 Và bằng 40 độ C Suy ra 104 độ F bằng 40 độ C Ví dụ 3 80 độ F bằng bao nhiêu độ C? và các em cũng ghi lại công thức rồi thay 80 độ F vào công thức mà chúng ta đã ghi, sau đó chúng ta sẽ tính tương tự như hai ví dụ trên. Từ đây chúng ta suy ra được 80 độ F sẽ xấp xỉ bằng 26,67 độ C. Đổi độ C sang độ F. Lúc này chúng ta sẽ có công thức là T độ F bằng T độ C nhân 9/5 32 và từ công thức này ta có thể rút ra được công thức đơn giản, dễ nhớ hơn, đó là độ F bằng độ C nhân 1,8 tất cả cộng với 32 và chúng ta sẽ sử dụng công thức này để làm bài đổi đơn vị từ độ C sang độ F các em nhé. Cô lấy ví dụ, chúng ta hãy đổi cho cô là đổi 30 độ C ra bao nhiêu độ F và để thực hiện được phép tính này thì chúng ta cũng thực hiện các bước như sau. Thứ nhất, các em phải ghi lại công thức đổi từ độ C sang độ F Chính là độ F bằng độ C nhân 1,8 tất cả cộng với 32 Sau đó các em sẽ thay độ C mà người ta cho chính là bằng 30 độ vào trong biểu thức trên Thì ta sẽ được 30 độ C nhân với 1,8 và tất cả cộng với 32 Và lúc này các em sẽ bấm vào trong ngoặc trước là 54 cộng 32 bằng 86 suy ra 30 độ C sẽ bằng 86 độ F. Và để các em hiểu rõ hơn, chúng ta cùng sang một ví dụ thứ hai, đổi 35 độ C ra độ F thì các em cũng ghi lại công thức ở trên, độ F bằng độ C nhân 1,8 tất cả cộng 32, sau đó chúng ta thay độ C bằng 35 vào biểu thức, ta sẽ được 35 nhân 1,8 và tất cả cộng 32. Lúc này chúng ta sẽ có kết quả như sau 63 cộng 32 bằng 95 Suy ra 35 độ C sẽ bằng 95 độ F Ví dụ 3 Hãy đổi 60 độ C bằng bao nhiêu độ F Các em cũng làm tương tự như trên Sau đó chúng ta ghi lại công thức Thay 60 độ C vào công thức Và chúng ta được kết quả là 60 độ C bằng 140 độ F cách đổi nhiệt độ Kelvin ký hiệu là TK sang nhiệt độ Celsius đó chính là độ C. Và các em biết không, độ K và độ C thì giống nhau về thang chia nhưng mà chênh lệch nhau 273 độ. Và từ đây nếu chúng ta muốn chuyển đổi từ TK sang độ C thì lúc này chúng ta sẽ có công thức là T độ C sẽ bằng TK trừ 273 và có những sách sẽ ghi là độ C bằng độ K trừ 273,15, nhưng ở trung học cơ sở thì các em sẽ sử dụng là 273. Như ở công thức này, cô lấy ví dụ, đổi 350 TK bằng bao nhiêu độ C. Trước hết chúng ta phải ghi công thức T độ C bằng TK trừ 273. Sau đó các em sẽ thay 350 TK vào trong biểu thức, ta sẽ được 350 k trừ 273 và bằng 77 độ C như vậy 350 k sẽ bằng 77 độ C ngược lại nếu chúng ta đổi độ C sang TK thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có một biểu thức là TK sẽ bằng T độ C cộng 273 để hiểu rõ hơn thì các em cùng làm một ví dụ hãy đổi 30 độ C sang độ K các em ghi lại công thức TK bằng T độ C cộng 273. Rồi thế 30 độ C vào biểu thức ta sẽ có 30 cộng 273 bằng 303. Như vậy 30 độ C sẽ bằng 303K. Sau đây các em hãy áp dụng hai công thức này để làm bài tập sau. A. Đổi 50 độ C ra K. B. Đổi 60 độ C ra K. C đổi 359k bằng bao nhiêu độ C? D đổi 313k bằng bao nhiêu độ C? Tiếp theo là cách đổi từ TK sang T độ F. Công thức như sau. Độ F bằng K trừ 273, tất cả nhân 1,8 cộng 32. Ví dụ chúng ta muốn đổi 345k sang độ F thì các em sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta ghi công thức độ F bằng K trừ 273 đóng ngoặc nhân 1,8 cộng 32. Sau đó các em thế 345K vào biểu thức. Ta sẽ được à, độ F bằng 345 trừ 273 tất cả nhân với 1,8 cộng 32 và bằng lúc này chúng ta sẽ tính ở trong ngoặc trước sẽ bằng 72 nhân 1,8 tất cả cộng với 32 và cứ như vậy chúng ta sẽ được 129,6 cộng 32 và bằng 161,6 độ F. Như vậy 345k bằng 161,6 độ F. Còn cách đổi từ độ F sang K thì chúng ta có công thức như sau. Đầu tiên chúng ta lấy độ F trừ 32 Sau đó chia cho 1,8 Kết quả nhận được chúng ta cộng 273 Cô lấy ví dụ cần chuyển đổi 100 độ F sang TK Đầu tiên các em sẽ ghi lại công thức TK sẽ bằng độ F trừ 32 Tất cả chia cho 1,8 cộng 273 Sau đó chúng ta thế 100 độ F vào trong biểu thức ta được

C. Đổi 334K sang độ F Đổi 280K sang độ F Và nếu các em ra kết quả Mà A là 283K B 288,56K C 141,8 độ F D 44,6 độ F Sau đây sẽ là 6 công thức đổi đơn vị nhiệt độ Các em hãy ghi lại để chúng ta làm bài tập nhé bài học của chúng ta đến đây là kết thúc chúc các em có một tiết học vui và bổ ích xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau